Hàng công bùng nổ, Arsenal hủy diệt Newcastle tại Emirates. Hàng công của Arsenal thi đấu bùng nổ giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0 trước Newcastle. Arsenal đang có chuỗi thành tích vô cùng tệ hại với 4 trận hòa liên tiếp tại đấu trường Premier League. Vì thế, tại vòng 26, các pháo thủ rất cần một chiến thắng để giải hạn cũng như cải thiện thành tích của mình trên bảng xếp hạng. Mặc dù ở vòng đấu này, Arsenal được thi đấu trên sân nhà Emirates, nhưng thầy trò huấn luyện với Arteta lại gặp phải đối thủ khó chơi là Newcastle. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội khách Newcastle sớm gây bất ngờ với lối chơi tấn công mạnh mẽ bằng những đường bóng tốc độ, tuy nhiên liên tiếp những pha uy hiếp khung thành của Trích Chòe đều không thể đánh bại được hàng thủ thi đấu kín kẽ của Arsenal, gặp phải lối đá tấn công táo bạo của Newcastle. Chủ nhà Arsenal đành chấp nhận thi đấu chắc chắn để tránh những sai lầm dẫn đến bàn thua, cũng chính vì bị cuốn theo lối chơi của Trích Chòe, nên Arsenal cũng không có được cơ hội tấn công nào thật sự nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên. Những pha lên bóng của đội chủ nhà Arsenal tuy có nét, nhưng Newcastle trong trận đấu này không chỉ tấn công hay, mà còn lui về phòng ngự rất nhanh, để ngăn chặn thành công tất cả miếng đánh của hàng công pháo thủ. Thi đấu đôi công hấp dẫn cùng với cả hai đội đều tập trung phòng ngự kín kẽ. Vì thế Arsenal và Newcastle đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa không bàn thắng. Sang hiệp 2, Arsenal bất ngờ lột xác trong lối đá tấn công khi sớm đẩy cao đội hình lên thi đấu, với việc giành quyền kiểm soát bóng lấn lướt lên đến 68%. Arsenal sớm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 54 do công của Aubameyang, từ đường tạt đưa bóng vào vòng cấm bên phía cánh phải của đồng đội trên hàng công là Nicolas Pepe. Tiền đạo người Gabon bật cao đánh đầu cận thành, để đánh bại thủ môn Dubravka. Bàn thắng mở điểm của Aubameyang giúp hàng công của Arsenal trút bỏ áp lực và thi đấu thăng hoa, để tạo nên cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2, 3 phút sau pha đánh đầu làm bàn của Aubameyang. Đến lượt Nicolas Pepe ghi tên mình lên bảng điện tử bằng pha dứt điểm cận thành. Trong bàn thắng này, người góp công lớn là hậu vệ trẻ Bukayo Saka với pha sâu kim táo bạo cầu thủ đối phương trước khi thực hiện đường căng ngang kiến tạo cho Nicolas Pepe ghi bàn. Nhận liên tiếp hai bàn thua, Newcastle vẫn kiên cường thi đấu và tạo được nhiều cơ hội khiến khung thành của pháo thủ trao đảo. Phút 63, Newcastle có cơ hội rút ngắn tỷ số khi tiền vệ Saint-Maximin có đường căng ngang cho Ciaran Clark dứt điểm. Tiếc rằng pha dứt điểm hiếm hoi của trung vệ bên phía Newcastle lại đưa bóng chạm chân David Luiz, khiến bóng chuyển hướng đi chệch khung thành. Đến phút 75, Newcastle tiếp tục có cơ hội để rút ngắn tỷ số từ pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm kỹ thuật của Saint-Maximin trước vòng cấm. Trong pha bóng này, thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Arsenal khi bóng từ chân cầu thủ số 10 bên phía Newcastle đập trúng cột dọc khung thành, dẫn trước hai bàn ở khoảng thời gian về cuối. Arsenal dường như nắm chắc 3 điểm trong tay ở trận đấu này. Tuy nhiên, trong những phút bù giờ cuối trận, các pháo thủ bất ngờ làm cầu trường Emirates nổ tung với hai bàn thắng liên tiếp để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Newcastle. Tác giả của bàn thắng thứ 3 cho pháo thủ thuộc về ngôi sao người Đức Mesut Özil. Từ tình huống phản công, các chân sút của Arsenal thi đấu ăn ý trước khi Lacazette khéo léo kiến tạo để tiền vệ người Đức ghi bàn trong tư thế đệm bóng cận thành. Bàn thắng thứ 4 thuộc về tiền đạo người Pháp Lacazette với pha dứt điểm trong vòng cấm sau khi đón đường căng ngang vừa tầm của Nicolas Pepe, giành chiến thắng tưng bừng trước Newcastle trong hiệp 2. Arsenal có được 34 điểm sau 26 vòng đấu. Chiến thắng này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Cũng tại vòng 26 Premier League, đội bóng cùng thủ đô London là Tottenham cũng có được 3 điểm bằng chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trên sân của Aston Villa. Đội hình thi đấu: Arsenal, Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka, Ceballos, Torreira 82, Saka, Pepe, Ozil, Willock 90+1, Aubameyang, Netia, Lacazette 85. Dự bị không sử dụng: Papastathopoulos, Martinez, Colasinac, Martinelli. Bàn thắng: Aubameyang 54, Pepe 57, Ozil 90, Lacazette 90+5. Thẻ phạt: Saka, Newcastle, Dubravka, Lazaro, Hayden 74, Fernandez, Richie 75, Laskel, Klaxka 83, Ross, Almiron, Bentaleb, Son Longstaff, Saint-Maximin, Joelinton. Dự bị không sử dụng: Lejner, Dalot, Asu, Matthew Longstaff. Kết quả vòng 26 Premier League. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.